Kim Doanh. Kim Doanh, một cô gái khoảng 30 tuổi, hướng Hòa Thượng Diệu Pháp khóc kể nỗi khổ của mình. Hồi con 16-17 tuổi, con tình cờ xem cuốn sách lịch sử Phật Thích Ca. Ngay sau đó con nhớ mãi, đối với chuyện này yêu thích, không muốn rời tay. Sau đó con đọc tiếp các sách cơ bản của Phật giáo, con mới biết Phật giáo là thánh địa Ngũ Đại Sơn, nên con luôn mơ tưởng, mong được lên đó một lần. Nhưng tốt nghiệp ra trường rồi thì con đi làm. Mãi đến năm 27 tuổi nguyện vọng này của con mới được thực hiện. Vừa đến Ngũ Đại Sơn, Kim Doanh có cảm giác rất thân quen. Hơn nữa, còn thấy Ngũ Đại Sơn mới chính là cố hương của mình. Khi cô vào chùa, ngủ ở nhà khách và được giao tiếp cùng với các tỳ kheo ni, cô cảm thấy họ giống như là quyến thuộc của mình, vừa ở là không muốn về. Cô thực sự quên luôn cảnh nhà, thậm chí quên luôn mình đã ở quá kỳ nghỉ phép, mãi đến khi ni sư nhắc nhở. Con không về làm việc sao? Cô mới sực tỉnh và nhớ ra, vội quay về nhà. Về rồi mới biết gia đình đang chuẩn bị phái người đến Ngũ Đại Sơn tìm cô. Bởi từ lúc cô rời nhà, không hề gọi điện thoại về thăm một lần nào. Cô ở quá ngày phép mới mò về, khiến cho mẫu thân nóng ruột lo lắng đến phát bệnh tim. Cô bị người nhà trách mắng cho một hồi. Mẹ cô tuyên bố: từ rồi về sau không được đi đâu nữa, nếu không muốn tôi mau chết. Nhưng lần viếng của Đài Sơn đó khiến cô vương vấn nhớ nhung mãi, thậm chí nhiều lần nằm mơ còn thấy mình mặc y phục người xuất gia. Chẳng bao lâu, cô quyết định phải đi tu. Mẹ cô cực lực phản đối. Cô thưa với mẹ: mẹ, mẹ cũng tin là có Phật mà, còn xuất gia không phải là việc tốt hay sao mẹ? Huống chi trong nhà vẫn còn anh chị và đám con cháu vây quanh mẹ, như thế chưa đủ sao mẹ? Mẹ không cho con xuất gia, mẹ có biết làm như vậy là con khổ lắm không? Mẹ cô thẳng thừng bảo: không được nhắc đến chuyện này nữa. Ai muốn xuất gia cũng được, ngoại trừ con ra. Ngày nào mẹ còn sống, mẹ nhất quyết không cho con xuất gia. Con mà đi tu là mẹ chết liền cho con coi. Không còn cách nào khác, cô chỉ còn nước học theo Phật, trốn nhà đi tu, bèn âm thầm xin nghỉ việc để lại một phong thư lén rời khỏi nhà. Cô lên Ngũ Đại Sơn vào chùa xin trụ trì cho xuất gia, nhưng trụ trì bảo cô trước tiên khoan cạo tóc, cứ ở đây tập tu xem có thích ứng với đời sống xuất gia không. Nào dè mới nửa tháng, anh cô đã tìm đến, kể rằng cô vừa rời nhà thì hôm sau mẹ đã phái người đi tìm ngay, nhưng không ai biết cô ở chùa nào. Họ đi tìm liên tục suốt nửa tháng nay, tới giờ mới lần ra chỗ cô cư ngụ. Anh còn bảo: mẹ vì em đòi xuất gia mà phải phát bệnh tim nặng đến phải nhập viện, hiện giờ sống chết chưa rõ. Thế là cô phải theo anh trai trở về. Mẹ cô cũng vừa mới ra viện, đang nằm ở nhà dưỡng bệnh. Cô than với hòa thượng: đúng là con xuất không ra khỏi gia, nhưng tâm trí con đến nay vẫn để ở chùa. Con đã hơn 30 tuổi, nhưng tới giờ vẫn chưa được tự do, có thể thực hiện ước mơ của mình. Hàng ngày con sống với cái xác không hồn, xin sư phụ hãy chỉ dạy con phải làm sao đây. Cô Kim vừa nói, lệ tuôn đầm đìa, khóc nghẹn ngào nức nở. Hòa thượng đợi cô bình tĩnh lại rồi bảo: con chưa từ bỏ ăn mặn sao? Dạ chưa. Vậy thì hãy bắt đầu bỏ ăn mặn ngay đi. Mỗi ngày nhớ hành trì công phu, tụng niệm các khóa lễ sáng tối cho đều đặn. Dù có đến sở làm, thì trong lòng lúc nào cũng luôn niệm Phật. Nên học thuộc chú Đại Bi, Tâm Kinh hay Tứ Trọng Thanh Tịnh Minh Hối và thường trì tụng. Tụng kinh tối xong, thì ngồi tĩnh tọa từ 40 phút đến 1 tiếng. Hàng ngày phải kiểm điểm những lỗi thập ác đã tạo trong đời này, phát tâm sám hối. Còn hành trì công phu đều đặn như thế thì cũng giống như người xuất gia, nên xem nhiều kinh sách, nhất là kinh Lăng Nghiêm, cần phải đọc cho nhiều để tăng trí huệ. Dù ở nhà cũng có thể hoằng pháp lợi sinh, tùy duyên độ người, không nên cưỡng cầu. Người học Phật phải lấy lợi ích chúng sinh làm trọng. Huống nữa đây là mẹ con, không thể vì muốn thỏa mộng của mình
mà làm tổn hại đến bà. Thời gian con có thể xuất gia khoảng chừng 3 năm nữa. Tức là nếu như hiện tại con có thể buông xả mọi chấp trước, tu tập tinh tấn như ta bày, thì chắc chắn sẽ có hy vọng. Cô Kim nghe hòa thượng dạy, cung kính vâng theo. Tối đó lúc gần đi nghỉ, tôi hỏi sư phụ nhân duyên nào mà cô Kim muốn xuất gia. Sư phụ kể, trăm năm trước có chàng trai trẻ tu theo đạo lão ở Ngũ Đài Sơn, được một thiên kim con nhà quý tộc kính ngưỡng. Ngày nọ tiểu thư đi cùng con hầu đến đạo quán, hướng đạo nhân hành lễ rồi dâng một túi vải nhỏ. Đạo nhân tiếp nhận, sau đó mở ra xem, thấy bên trong là một số ngân lượng, lòng rất cảm động. Cứ thế hai bên qua lại mãi, dần dần có cảm tình. Đạo nhân không chống nổi nữ sắc cám dỗ, cuối cùng thành hôn cùng tiểu thư. Do sợ người gièm pha, tiểu thư dẫn A Hoàng theo mình cùng chồng vào chốn thanh sơn thủy tú gây dựng mái ấm. Sau khi kết hôn, hai người chung sống hạnh phúc, tương kính như tân. Người chồng vẫn còn ưa tu, thê tử một bề chăm sóc, ưu ái quan tâm. Chàng đối với nàng tơ tình càng dấn dít. Con hầu của tiểu thư cũng ở vậy, phụng sự họ cho đến mãn đời. Cô Kim đời nay là hậu thân của chàng đạo sĩ nọ. Do tình ái sâu nặng mà bị chuyển thành thân nữ. Mẹ cô chính là tiểu thư quý tộc, còn phụ thân Kim Doanh chính là A Hoàng. Do đời trước sống hết dạ phụng hiến chu toàn, nên đời nay được chuyển làm thân nam tử. Nhưng đối với tiểu thư và đạo nhân kiếp xưa, giờ vẫn một lòng quan tâm chăm sóc. Nghe sư phụ khai thị, tôi chỉ biết thở dài. Người tu nếu không cắt dứt tình chấp luyến ái, cuối cùng cũng khó thoát khỏi luân hồi. Thật là tu hành khó, khó như đi lên trời. Giáo dục gian nan như trồng sen trong lửa. Đoạn dục khó, khó như nấu cát thành cơm. Vì vậy, nghe pháp tinh thọ, hành trì tinh tấn đoạn dục khử ái mới là căn bản của người tu. Nam mô A Di Đà Phật.
Đà Phật. Nam